Xin kính chào quý anh chị và các bạn đang xem kênh. Hôm nay mình xin cập nhật giá tôm thẻ ngày 29 tháng 3 năm 2021. Quý anh chị, các bạn xem kênh nhớ ấn like, ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi kênh ra video mới nhé. Giá tôm thẻ ở khu vực miền Tây, thẻ oxy luộc 50 con giá 137.000, giá vẫn không thay đổi. 60 con giá 127.000, 70 con giá 120.000. Thẻ bắt ngang A Bạc xe màu 60 con 122.000, 100 con 107.000, 150 con 97.000. Thì bên cạnh đó còn có số lái ở các khu vực cụ thể, thì ở trong video anh em xem tham khảo. Nếu anh em nào có mua bán tôm á, thì liên hệ theo số điện thoại ở trên clip, nó có ghi số điện thoại dưới khu vực mua. Rồi cuối cùng xin kính chúc quý bà con, quý anh chị một vụ mùa trúng mùa trúng giá. Tại vì nuôi tôm thì cái rủi ro nó cao, thì mình cũng chỉ biết chúc anh chị nó vậy thôi. Rồi xin cảm ơn.